Xin chào các bạn đang xem chương trình Nha khoa dành cho mọi người. Tôi là bác sĩ Quyền, bác sĩ phụ trách chỉnh nha tại Nha khoa Thùy Anh và Nha khoa Đông Nam Á. Trong số hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi chỉnh nha, đó là cắm vít và nhổ răng. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Trong chỉnh nha, bạn cũng thường được chỉ định cắm mini vít. Vậy cắm vít để làm gì? Vít là những trụ xoắn làm bằng hợp kim titan hoặc kim loại đặc biệt được cắm vào xương hàm dùng làm neo chặn để di chuyển răng theo ý muốn của nha sĩ. Vít chỉnh nha thường có kích cỡ nhỏ với nhiều size khác nhau, đường kính trung bình từ 1.4 đến 2mm với chiều dài từ 6 đến 12mm. Minivít là một tiến bộ vượt trội trong chuyên ngành đánh chỉnh răng. Trước đây khi chưa có minivít, việc kiểm soát điểm đặt lực vững vàng trong miệng là rất khó khăn. Nhờ minivít mà bác sĩ có thể rút ngắn được thời gian điều trị và kiểm soát răng tốt hơn. Bạn thường được chỉ định cấy vít trong trường hợp nào? Đóng khoảng trong sau khi nhổ răng, kéo hô, kéo móm, đánh lún răng, làm chồi răng, dựng lại trục răng, di xa toàn hàm, thay đổi mặt phẳng cắn. Ngày nay chỉ định của minivít ngày càng rộng và đa dạng, bác sĩ sẽ tùy theo trường hợp cụ thể của bạn mà chỉ định cắm vít cho bạn. Quy trình cấy vít thế nào, có đau không? Trước hết phải khẳng định cấy vít khó chịu và đau sau khi hết thuốc tê, nhưng chỉ đau khoảng một buổi hoặc một ngày là nhiều. Bạn sẽ được bác sĩ giải thích kỹ lưỡng về lý do phải cấy, chụp X quang khảo sát, gây tê bôi niêm mạc, chích một ít thuốc tê. Sau đó nha sĩ sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng xoáy vít vào xương hàm. Lưu giữ của vít vào xương hàm không theo hình thức tích hợp xương mà theo kiểu neo giữ cơ học và ổn định sinh học. Cho nên việc bắt vít, tháo vít diễn ra đơn giản, không giống như cấy implant trong phục hồi răng. Việc cấy vít có thể diễn ra khoảng 5 đến 10 phút, không hề đau đớn do lúc này có thuốc tê. Cảm giác nha sĩ siết vít vào xương hàm như kiểu khoan bắt ốc vào xương hàm thì tương đối là kinh khủng đối với người ngoài ngành. Đó chỉ là cảm giác và bạn cần phải vượt qua nó vì thực sự trong lúc làm không hề đau vì có thuốc tê. Sau khi hết thuốc tê, bạn sẽ bắt đầu cảm giác khó chịu. Nếu xương hàm của bạn xốp thì cơn đau sẽ ít hơn. Trong trường hợp xương hàm bạn cứng thì bạn sẽ thường bị đau nhiều, có thể bị sưng má, cọ vít vào niêm mạc gây xước má. Nhiều bạn nói với chúng tôi rằng cấy vít là stress nhất trong niềng răng, nhưng vì sự vượt trội của nó nên chúng ta cần phải cố gắng hết sức. Thuốc giảm đau, các loại sáp niềng răng, vệ sinh răng miệng thật tốt, tăm nước bàn chải kẽ sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình giảm đau khi bạn cắm vít. Lợi ích của việc cấy vít so với cách làm truyền thống khác thế nào? Cấy vít sẽ cung cấp cho bạn một neo chặn vững chắc để kéo lùi khối răng trước và cả xương ổ răng, giúp cho chống hô móm hiệu quả. Trước đây khi không có vít thì việc này là rất khó khăn và nhiều rủi ro. Cấy vít cũng giúp cho điều trị hiệu quả cười hở lợi bằng niềng răng mà các khí cụ truyền thống trước đây không làm được. Cấy mini vít ngoài ra có thể rút ngắn một ca điều trị xuống thấp đáng kể, không phải thiết kế những hệ thống đặt lực phức tạp, giúp đơn giản hóa điều trị và hạn chế biến chứng trong quá trình chỉnh nha. Cấy vít có biến chứng gì không? Cấy vít về cơ bản là an toàn, tuy nhiên cũng có một vài biến chứng như vít bị rơi sau khi cấy vài ngày. Có nhiều nguyên nhân như cơ địa bạn bị dính với kim loại, mô niêm mạc của bạn di động, chân răng của bạn quá sát nhau nên vít cấy sát chân răng vào vùng dây chằng. Khi bị rơi vít, bạn sẽ được cấy lại vào vị trí khác hoặc đợi hết viên thì cấy lại. Cấy vít lạc chỗ vào chân răng gây ra đau nhức, bác sĩ có thể di chiếc răng ra tí xíu nhằm mở rộng khoảng trống hoặc rút ra cấy lại cho bạn. Chi phí cho việc cấy vít là bao nhiêu? Chi phí cấy vít tùy vào triết lý điều trị của từng nha sĩ, loại vít thường dao động từ 2 đến 5 triệu một vít. Chi phí vít sẽ tính vào chi phí phát sinh, nha sĩ của bạn sẽ tính toán và dự trù số lượng vít cần cấy từ lần đầu để bạn có thể hoạch định tài chính cho toàn bộ ca niềng răng của mình. Việc áp dụng mini vít vào niềng răng là tiến bộ vượt trội của nền nha khoa hiện đại, vì vậy việc sử dụng vít rất có lợi cho bạn. Thật đáng tiếc nếu hiện nay nha sĩ mà không biết cách sử dụng mini vít vào điều trị chỉnh nha.